Chiều tối mùng 10 tháng 5, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận thêm 17 ca nhiễm COVID-19 mới. Đây là đợt công bố ca nhiễm mới thứ 3 trong ngày hôm nay. Trong số 17 ca mới, 1 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Tĩnh, 16 ca ghi nhận trong nước đều là các ca nằm trong khu vực phong tỏa. Hưng Yên 6 ca, Đà Nẵng 4 ca, Bắc Giang 3 ca, Hà Nội 2 ca và Vĩnh Phúc 1 ca. Cụ thể, bệnh nhân 3455 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hà Tĩnh là bệnh nhi nữ, 2 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Ca bệnh 3445 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang là bệnh nhân nữ, 45 tuổi, địa chỉ tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Thông tin dịch tễ đang tiếp tục điều tra. Ca bệnh 3446 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang là bệnh nhân nữ, 50 tuổi, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, là F1 của bệnh nhân 3243. Ca bệnh 3447 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang là bệnh nhân nữ, 32 tuổi, địa chỉ tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, là F1 của bệnh nhân 3243. Ca bệnh 3448 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc là bệnh nhân nam, 41 tuổi, là chuyên gia công ty Vinatop, quốc tịch Trung Quốc. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung từ trước. Ca bệnh 3449 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên là bệnh nhân nam, 67 tuổi, địa chỉ tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, là F1 của bệnh nhân 3168. Ca bệnh 3450 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên là bệnh nhân nữ, 68 tuổi, địa chỉ tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, là F1 của bệnh nhân 3122. Ca bệnh 3451 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên là bệnh nhân nam, 71 tuổi, địa chỉ tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, là F1 của bệnh nhân 3450. Ca bệnh 3452 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên là bệnh nhân nữ, 13 tuổi, địa chỉ tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, là F1 của bệnh nhân 3169. Ca bệnh 3453 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên là bệnh nhân nữ, 39 tuổi, địa chỉ tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, có tiền sử đi khám bệnh tại Bệnh viện Ca, cơ sở Tân Triều. Ca bệnh 3454 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên là bệnh nhân nữ, 8 tuổi, địa chỉ tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, là F1 của bệnh nhân 3453. Ca bệnh 3456 ghi nhận tại thành phố Hà Nội là bệnh nhân nữ, 31 tuổi, địa chỉ tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, là F1 của bệnh nhân 3114. Ca bệnh 3461 ghi nhận tại thành phố Hà Nội là bệnh nhân nữ, 29 tuổi, địa chỉ tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Ca bệnh 3457 ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng là bệnh nhân nam, 27 tuổi, địa chỉ tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, là F1 của bệnh nhân 3311. Ca bệnh 3458 ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng là bệnh nhân nam, 31 tuổi, địa chỉ tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, là F1 của bệnh nhân 2982. Ca bệnh 3459 ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng là một bệnh nhân nam, 25 tuổi, địa chỉ tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, là F1 của bệnh nhân 3224. Và ca bệnh 3460 ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng là bệnh nhân nam, 31 tuổi, địa chỉ tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, là F1 của bệnh nhân 3404. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pluavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.